Rồi, ok mấy fan, hiện tại bây giờ tôi đã vào trong cái tựa game Hiệp sĩ Diệt Nhện rồi đây. Và đây anh em đang nhìn thấy, đây chính là căn phòng của tôi nè, đó. Đây chính là văn phòng làm việc của tôi. Thì hôm nay khách hàng đầu tiên của tôi chính là cô Sammy. Dạ, kính chào cô. Nhiệm vụ của anh là phải tiêu diệt hết nhện trong nhà tôi, biết chưa? À, tiêu diệt hết nhện trong nhà cô hả? À, trời, yên tâm đi. Đây là hiệp sĩ diệt nhện, tôi làm được hết, cô yên tâm. Nhìn cái tướng của tôi là thấy lực sĩ rồi gì? Nhà tôi nhiều nhện lắm, nhện nhỏ, nhện to, Spiderman, rồi gì ta? Gì nhiều nhện chứ gì? Nó nhiều lắm. Rồi, ok, yên tâm, tôi diệt hết luôn cho cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm bắt đầu nha. Rồi, đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của cô Sammy để xem thử như thế nào nha mọi người. Rồi, bây giờ đang dịch chuyển tới nhà cô Sammy nè. Đó. Wow, thì ra đây chính là nhà của cô Sammy sao? Đúng rồi. Wow, cái gì mà đẹp dữ ta. Đâu, để tôi ra ngoài cửa sổ tôi nhìn thử bên ngoài coi. Wow, nhà cái gì mà có cây rừng núi đồ kiểu đẹp quá vậy? Cái căn nhà này mua nhiêu tiền vậy cô Sammy? Mấy tỷ đó. Cái gì mấy tỷ luôn hả? Chứ sao? Ghê vậy, từ từ để tôi kiểm tra coi. Nó kêu là mở tủ ra để nhìn thấy con nhện hả? Ui, trời ơi. Ui, con nhện nó bò bò trong kìa, cô thấy không? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, để tôi đây đây, cái bình hoa, cái bình hoa. Để đập con nhện chứ làm gì? Mày, ui, bể bình hoa ơi. Mày, mày, bắt con nhện. Mày, 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 con nhện. Trời, trời, sao nó bò mất tiêu rồi. Trời, chết rồi, anh là dũng sĩ giật nhện không vậy? Yên tâm đi, nó chạy thì tôi bắt nó chạy lại cho cô, yên tâm. Đây, tôi cầm cái cây để tôi đập nó cho cô coi. Ủa, sao lấy cái bắt nhện lấy toàn nhà đồ nhà tôi không vậy? Trời ơi, tôi quên đồ, đồ bắt nhện rồi, tôi đem cái này đi đập, tôi đập đại thôi. Đây, à đây, có cái quyển sách. Đây đây đây. Ở này nhà an toàn, có vẻ an toàn hơn đó. Đây con nhện, con nhện, có thấy con nhện đâu, có thấy con nhện đâu. Tôi lại gần. Ui, hai con luôn. Ui, hai con thằng. Hai con ơi, hai. Mày. Mày, mày. Một con. Rồi, tôi đập được một con rồi. Ghê ghê ghê. Đây còn một con nè. Mày. Ồ, hai con. Trời ơi. Quá nhanh, từ từ. Hình như tôi nghe có tiếng con não quanh đây nè. Ở đâu vậy? Không. Ở đâu? Ra đi. Nó sợ tôi quá, nó núp rồi, cô Sammy yên tâm. Rồi, bây giờ nè, cô hỏi tôi là đồ dụng cụ để diệt nhện đâu đúng không? Đúng rồi. Đây, tôi sẽ cho cô xem. Đây, bây giờ tôi sẽ vô trong phòng của cô nè. Đây, xin giới thiệu với cô. Ở trong phòng tôi đã trang bị một cái cổ máy rất là đặc biệt. Cô thấy đẹp không? Ừ, nhìn đẹp của ta mà nhìn giống cái gì? Giống bom cái gì thế ghê vậy? Cái gì mà giống quả bom? Trời, cái này là cổ máy để tiêu diệt nhện. Nè, bấm nút cái là nổ cái nhà nè. Gì vậy? Giỡn. Giỡn, bấm nút cái nó sẽ khởi động cái máy lên. Cái này là máy tiêu diệt nhện của tôi đó. Đây cô coi nha, tôi sẽ để cái máy này vô đây. E càng nhìn gần giống cái bom nha. Không phải bom đâu, trời ơi, sao cô cứ tưởng nó là trái bom vậy? Yên tâm đi, nó không phải bom, cô hiểu không? Nó chính là một cái máy giống như kiểu Iron Man đó. Cô có coi Iron Man không? Rồi bây giờ tôi đặt cái tay tôi lên nè. Đó. Siêu nhân hả? Tôi sẽ biến hình siêu nhân vô cô coi. Đó. Ai, xong. Bây giờ cô nhìn thấy trên tay của tôi nó có hai cái remote điều khiển không? Đó, cái này là để điều khiển đó. Trời ơi, sao giống người TV vậy chứ có gì đâu mà siêu nhân biến hình đâu. Rồi, bây giờ là tôi đã lắp xong mấy cái máy rồi. Bây giờ cô coi tôi nha, tôi đi tìm con nhện nè, từ từ. Con nhện, để tôi cầm trái banh tôi đập con nhện nha. Ok? Rồi. À, bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải tiêu diệt được 10 con nhện ở nhà của cô Sammy. Để coi coi con nhện còn con nào không? Mày à, trời ơi, trái banh chết con nhện luôn. Quá đơn giản. Tôi còn nghe tiếng. Ê, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Trời ơi, già đau quá. Nó ơi, mày. Wow. Chết chưa. Ui, sao chuẩn quá vậy? Ghê không, cô thấy tôi ghê không? Trời ơi, mấy con nhện này tuổi gì? Đây, để tôi lượm con nhện tôi tặng cô nha. Gì vậy? Đây, tôi lượm con nhện tặng cô nha. Ghê quá. Rồi, vậy mình tiêu diệt được bao nhiêu con nhện rồi ta? Chưa biết nữa. 3-4 con rồi đó. Oh no, trong nhà cô không lắp wifi hả? Ôi, nhà dùng đồ chùa mà. Trời ơi, không lắp wifi. Rồi, hiện tại bây giờ tôi đã tiêu diệt được 2 trong số 6 con nhện ở trong nhà. Ok, để coi coi còn những con còn lại đâu. Để tôi cầm cái remote lên tôi đập mấy con nhện cho cô nha. Trời ơi, remote tôi mua, remote gọi là gì đó. Đây, kiểm tra trong này có không? Có nhện đâu không? Hả? Không có. Ê, có. Nó kìa. Mày, ui, nó đâu rồi? Ghê vậy? Nó đâu rồi. Ê, mày. Mày. Trời, cái remote chị, trời hụt ơi. Trời, tụm lắm nhà tôi vậy. Trời hụt ơi. Nó đâu rồi. Nó kia. Trời nè. Ui. Sao cái gì cũng trời hết vậy? Nó kia. Nó đâu. Trời tôi, ê ghê quá. Ơi nó kia. Trời nè, trời ơi, hụt ơi. Trời ơi, sao cái gì cũng trời nè, trời. Sao lấy không được? Tôi lấy không được. À lấy được rồi. Nó đâu rồi? Ê, trời nè. Trời ơi, nó đâu rồi? Trời ơi, nhà tôi bệnh phá có dữ vậy? Trời ơi. xin lỗi cô, tại tôi phấn khích, tôi thấy con nhện tôi phấn khích quá, hiểu không? Tôi muốn tiêu diệt nó, cô hiểu không? Kì quá, nó đâu rồi ta, kỳ vậy? Ôi, đậu ơi, sắp
sự là mình hết có nhà ở rồi con ơi, vì người ta đập nhà rồi con. Đây, để tôi cầm cái chậu cây. Ơi, nó nè. Mày. Trời ơi. Đó, thấy không? Tiêu diệt được nó nè, con thấy không? Trời ơi. Anh đập hết chậu cây nhà tôi xong rồi mới tiêu diệt hết luôn hả? Ủa mà khoan, sao tôi tiêu diệt có con nhện thôi mà sao cái nhà cô banh chành này? Ủa. Trời. Xin lỗi. Ơi. Xin lỗi rất nhiều. Nhưng không sao, tí nữa tôi dọn lại cho, yên tâm. Rồi, bây giờ cô nhìn này nha, cái máy của tôi hiện tại là nó đã nạp xong được năng lượng rồi. Bây giờ cô nhìn nè, cái máy của tôi nè, nó có thể dịch chuyển được đồ vật, cô nhìn nha. Đâu? Hi. Wow. Đó. Nó có thể dịch chuyển được tất cả mọi thứ về phía tôi. Hi. Vậy? Đó. Để làm gì cô biết không? Để mình chọi con nhện. Đó. Anh dở mặt cái tôi vậy, nó phá nhà đó. Ừ ha, sao bể thêm cái bình hoa nữa. Trời ơi, ví dụ gì kiểu vậy? xin lỗi, đây tôi làm lại. Con nhện đang ở đâu? Để xem coi. Lấy cái này lên để đập con nhện nè. Để tôi kiểm tra thử mấy cái học tủ nha. Ui. Có kìa. Thầy. Mày. Wow. Ha, quá đơn giản. Ngon. Rồi, cái dưới sao đây? Cô. Ồ, không có. Đi rồi. Ồ, hình như nó cho tôi mở cái cửa nè cô. Trời ơi, mở đi anh ơi. Cái này là phòng ngủ của cô hả? Hay là phòng gì ạ? Phòng đi vệ sinh. À, toilet hả? À, ok, để tôi vào toilet tôi kiểm tra thử nha. Wow, toilet của cô sạch đẹp quá vậy. Sao nữa, wow. Nhà tôi là cái toilet là không bao giờ có nhện nha, chắc chắn luôn. Wow, ở đây có cả kem đánh răng nữa nè. Trời ơi, cho tôi xin tôi đem về nha. Cái gì vậy? Xin lỗi. Vô đây bắt nhện như đang trộm đi chơi. Tại nhà hết kem đánh răng, tính xin thôi. Ủa, cái này là gì đây cô? Cái này không biết, cái này như ai để vậy, chắc để quên. Ủa, cái này là cái gì mà nhìn nó lão vậy? Súng phun lửa. Ôi, cái này là súng phun lửa hả? Ôi, tôi không biết, chạy nhà rồi. Chạy nhà rồi, no. Xin lỗi chị. Ê, đập nốt tôi được không? Cái gì cũng đập hết trơn vậy. Ôi, con nhện kìa, bạn chạy đến răng. Người đang ở đâu, mau ra đây đi con nhện kia. Đâu rồi vậy? Ê, đó kìa, Đâu? Đây nè, mày. Chết thêm một con nhện nữa. Trời ơi. Cô thấy tôi đỉnh không? Trời, phát nào là chết phát đó, ghê không? Rồi. Rồi, để kiểm tra tiếp coi. Trong nhà tắm này chắc chắn là sẽ nhiều lắm nè. Sao nhiều được, nhà tôi gọn lắm. Đồ đánh là không có gì. Đây, đó. Em để tôi trả lại cho cô cái kem đánh răng của cô nha. Đó. Tôi là người lịch sự, không lấy gì hết, hiểu không? Rồi con này là cái gì đây? Giỏ đồ dơ hả? Có nhện ở trong không? Không. Có không? Không có. Rồi, ok. Còn cái này là bồn tắm. Ôi, ôi, có nhện trong bồn tắm. Có nhện trong bồn tắm. Quay. Mày, bắt nó. Ê, bắt súng rồi được không vậy? Lấy cái thùng rác. Mày. Ồ, trời chết nhện ơi. Hay thật sự chứ. Sao mà nhà cô cái gì mà nhiều nhện quá vậy cô? Đó, nói chung là nhà tôi là cái gì cũng có nhện. Khát nước quá, chú uống miếng nước nha. Ê, nó đổ xúc miệng. Hả gì? Nước xúc miệng à? Trời ơi, tôi tưởng nước uống được cha. Trời ơi, tí tôi cho vô. Rồi, để mở cửa ra ngoài xem coi. Ở bên đây nó cho mình mở khóa cái gì nè. Để tôi kiểm tra thử nha. Cái này là cái gì vậy cô? Két sắt hả? Không biết là nhà tôi đúng. Vàng bạc đá quý. Vàng bạc đá quý. Hả? Ủa chị ơi, sao trong nhà chị có nguyên cây súng luôn vậy chị? Thì gia đình chị là mafia mà cưng. Đó, gia đình Ủa? Gia đình chị là mafia hả? Đúng rồi cưng, giỡn mặt là chị cho đi đó. Dạ em biết rồi. Sao em cầm cây súng mà tay em run quá chị ơi? Bình tĩnh thôi cưng, súng này nhà. Cầm cây súng mà tay em run quá. Dạ, đây cái này là gì đây? Đạn hả? À đạn. Ui, súng thiệt. Bắn được nè. Không giả đâu, đồ ơi, giỡn mặt liền. Thôi còn cái này là cái gì đây, sao có cái gì đây? Đây, tôi bấm thử nha. Cái gì đây? Con nhện đúng không? Gì mà tôi cầm súng dữ vậy? Con nhện nó sẽ chạy ra nè. Ủa, không phải, cái này là cái gì đây? Quà hả? Wow. Chị này kỳ ghê á. Chị mafia mà chị cũng tình cảm ghê, chị tặng quà cho em đúng không? Dạ, em cảm ơn nha. Bơm chồng á. Dạ, hả gì? Bơm hả? Trời ơi, lại cái gì cũng lấy vậy? Bơm người ta đó, cất chạy đi. Cái gì? Bơm hả? Trời ơi, chết rồi. Chết rồi, em lỡ đặt hồi ship hồi quà về nhà em rồi, chết rồi. Trời ơi, cái gì đây, đồ người ta đừng có lấy nha. Dạ, thôi, trời, để lần sau em để ý hơn, trời ơi, tôi tưởng quà về đâu bơm mấy má ơi, từ. Rồi, bây giờ có cái súng đó nè, để đi tìm tiếp coi. Ủa, lấy súng bắn nhện luôn hả, gì dữ vậy? Đúng rồi, mình cầm súng mình bắn nhện luôn chị. Theo như cảm giác của em, con nhện nó đang núp đằng sau cái cục xà phòng này, chị thấy không? Nghe quá vậy. Chắc chắn luôn, coi em nè, bang. Hình như là em đoán sai rồi chị ạ. Giỡn mặt cái chị ơi, cái toilet trời ơi. Trời cái bồn tắm của chị duy nhất một cái đây luôn á. Em xin lỗi được chị. Không được rồi, bây giờ chị sẽ gọi điện cho mafia. Đừng, chị, để em, từ từ. Em nghi là nó trốn trong toilet. Thật chứ. Đây, lần này là đúng nè chị, lần này là đúng nè, chắc chắn nó trốn trong toilet nè chị.
Đó, thấy không? Ôi, thấy không? Ui. Gì vậy? Đó. Bắn nè. Quá. Đó, chị thấy không? Trời ơi, em đoán là biết ngay là đúng rồi, thấy không? Sao cái súng này nó mạnh quá vậy chị? Tôi đi toilet ở đâu? Tôi đi toilet ở đâu? Nhà có một cái toilet nè. Em xin lỗi, tại em hả? Em đâu có ngờ cái súng này nó mạnh vậy đâu chị. Ở đây, ghê luôn cái tên này. Dạ em xin lỗi chị, dạ rồi, ok Tư. Hiện tại em đã tiêu diệt được 7 con rồi chị ơi. Còn thiếu có 3 con nữa thôi là em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trời ơi. Đây, để em mở thử cái tủ ra coi bên trong có nhện không. Quay Quay Quay, nó chạy cái gì? Con nhện bị lắc. Đó, trời ơi, sao thoát được? Làm sao có thể hết được? Trong khi ở đây nó còn hiện lên là còn tận 2 con nhện ở trong nhà luôn mà. 2 con nữa, nhanh đi về nhà. Trời ơi, chết rồi. Em nghe thấy tiếng của nó trong cái kệ sách đấy đúng không? À không, con này chết rồi. Khoái cái loa gì đập hoài vậy? Cái gì đập, nó lẻ tiền đâu, nó lấy cái loa. Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Em nghĩ là nó đang núp đằng sau cái tivi của chị nè. Trời ơi, khoái đập cái loa. Chị, cho em dẹp cái tivi qua bên nha. Rồi. Rồi. Chị còn gọn đi. Đồ nhà mình đập cái gì vậy? Chị yên tâm đi, công ty em có bảo hiểm, hiểu không? Hư đồ bọn em đền. Yên tâm, nhiệm vụ của em là em chỉ muốn bắt mấy con nhện thôi. Hay nó nằm đằng sau bức tranh không ta? Không có luôn ta. Ê, sao mới bỏ xuống cái bình nó tự bể, chị thấy không? Không phải do em nha. Không có tự bể được. Ê, trời, trời ơi, bể bức tranh luôn chị ơi. Ảnh má chị đó con. Hả? Ảnh má chị hả? À? Ê, dạ, con xin lỗi cô nhiều nha, con hung cô cái. Dạ, xin lỗi cô nha. Ừ, hung mèo cái. Dạ, xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi, không biết rồi. Vậy con ơi, con nhện con lại ở đâu? Hãy mau ra khỏi đây trước khi ta điên lên ta nổ súng là banh cái nhà đó nha. Sao không có con nào ra vậy ta? À, cái tờ giấy này bỏ trong cánh tay hả? Bỏ tờ giấy trong cánh tay. Ok, để em kiểm tra thử ở trong cái tủ này được không chị? Kiểm tra kỹ đi, nhiều lúc ở trong hốc trong heo gì đó. Đúng rồi, em nghi là nó núp ở trong mấy cái tủ này nè. Sao em dẹp nguyên cái tủ của chị mà em không thấy con nào vậy chị? Sao chị biết được cưng? Trời ơi, ở trên có không? Không có luôn, cái này có không? Ủa sao không có gì vậy? Trời ơi, không có rồi. Quăng nguyên cái... Ê, có. Đâu rồi? Nó bò á? Nó mới bò. Đi em cầm cái loa. Vẫn cầm cái loa đi đập. Em cầm cái loa em đi em đập nó. Em nghi là nó trốn trong mấy cái tủ này. Thấy không? Thấy không? Nó kìa. Cái súng. Xuống bụng lửa. Nó đâu? Ê! Con nhện. Đó kìa, nó chạy kìa chị, nó chạy kìa, thấy không? Ôi, hết đạn rồi. À, nó chết rồi chị ơi, thấy không? Trời ơi. Trời ơi, nó cháy luôn, tội ghê chưa? Nó cháy khét ngạt kìa chị. Nè, để em lấy nó ra cho chị nha. Chị muốn đem về làm bộ sưu tập không? Hay không á? Rồi, vậy là bây giờ chỉ còn có một con cuối cùng thôi chị ơi. Con cuối cùng đang ở đâu? Ở trốn trong thùng không? Đúng rồi, nó. Ôi, kìa, nó kìa. Cái súng. Quăng. Ủa sao không quăng? Hết đạn rồi. Cầm cái súng chọi đi. Chọi cái súng dưới đầu mày nè. Ủa, đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi chị? Nó bò ở ngoài rồi con ơi. Ủa, nó không có ở trong thùng hả? À, nó dưới chân nè. Đứng lại. Trời ơi, cầm cái súng mà nhìn nó mệt. Hết đạn rồi chị ơi. Chọi ở đây. Chọi. Ủa, không chọi được. Để em lấy trái bành, Chị ơi, hai con luôn. Mày hả? Rồi, em tiêu diệt được 2 con rồi chị ơi. Trời ơi, nó đông quá chị ơi, nó nhiều quá chị ơi. Đây, tiêu diệt được 11 con luôn hả? Trời ơi, dư số lượng luôn chị ơi. Dư cái loa chưa? Rồi, ok, tổng cộng là em đã tiêu diệt ở nhà chị, tổng cộng là 11 con nhện. Cho nên là dư 1 con rồi, chị phải tăng lương cho em đó nha. Cái nhà gì sao con review vậy, cái nhà của em? Cái nhà của chị hả? Cái nhà của chị sao? Không? Không? Cái nhà của chị sao nó banh chành vậy ta? Trộm chưa? Cái này em không biết à chị ơi, cái này này chắc tại nhà chị cũ á cho nên nó bị gì đó, hiểu không? Mà, dạ chứ không có gì đâu. Để em mở cửa nha chị. Dạ bấm cái nút này nè. Dọn nhà chứ. À dọn nhà hả chị? À để coi. 1 2 3 4 5 6 7 thôi em chốt đi chị. Cái này đúng không em ơi? Đâu? Yeah!